để nhớ được các cái kiếp quá khứ, thì hành giả cần phải chứng tứ thiền tất cả các đề mục ca si na. Và sau đó, đó lấy các đề mục ca si na đó làm thiền nền của tứ thiền, và vì đó hướng tâm nhớ về các cái khoảng thời gian quá khứ, tức là nhớ về một ngày, rồi một tháng, rồi một năm, 10 năm, 20 năm, nhớ tới đâu á là sự kiện nó phải rõ ràng tới đó. Thậm chí là khi nhớ đến thời kỳ học trung học đi, thì vì đó có thể nhớ được là mình đã vào ngày tháng đó mình đã cầm cái quyển sách giáo khoa đọc những dòng nào, tức là ngay cả những ký ức mà mơ hồ kiếp trước mình nói là học xong trả lại cho thầy giáo, thì đến thời điểm đó là hành giả có thể nhớ được từng chữ, từng câu, từng cái dấu chấm ở trên trang giấy mà mình đã từng thấy. Và hành giả nhớ ngược về quá khứ, nhớ tới thời còn con nít, từ hồi mình 3 tuổi, rồi 2 tuổi, rồi 1 tuổi, rồi bao nhiêu lần mình tè dầm là mình nhớ hết. Nhớ tới hồi quay ngược trở lại cái hồi ở trong bụng mẹ. Đó. Rồi sau đó, đó mới nhớ ngược về cái thời điểm tâm cận tử. Rồi nương theo thời điểm tâm cận tử đó, vì đó nhớ về kiếp quá khứ. Và cứ như vậy, vì đó lần hồi, tức là từ nhớ về kiếp quá khứ khi mà vì đó cận tử, từ lúc cận tử nhớ ngược về từ tuổi già cho tới tuổi trẻ, rồi cho tới cái thời nhỏ, rồi cứ vậy đó, vì đó nhớ về một đời, hai đời, ba đời. Tóm lại là để có thể nhớ được, có thể nhìn thấy được các kiếp quá khứ, một vị hành giả, sư tóm gọn nha, phải chứng tứ thiền tất cả các địa mục ca si na. Và vì đó phải nhớ được khoảng thời gian quá khứ của mình á, một cách rõ ràng. Sau đó vì đó mới lần hồi nhớ đến các kiếp quá khứ. Đó là cái phương pháp để rèn luyện cái thần thông để mà nhớ các kiếp quá khứ. Tại sao sư phải nói như vậy? Bởi vì thời nay á, có một số vị hành giả bị nhầm lẫn. Cứ ngồi thiền hít thở chút xíu cái tự nhiên cái bằng cái cách nào đó cái mình nhớ được kiếp quá khứ mình từng một kiếp hai kiếp mình từng là cái này từng là cái kia. Chuyện đó không thể xảy ra. Nó chỉ là ảo tưởng thôi. Bởi vì nếu như sao nó muốn có được khả năng nhớ các kiếp quá khứ, mình phải rèn luyện tới mức độ đó, tức là ít nhất anh phải tới tứ thiền tất cả các ca si na. Còn nếu không thì cái chuyện anh ngồi hít thở tí xíu mà anh đòi nhớ một vài kiếp quá khứ thì đó chỉ là ảo tưởng. Mà hơn nữa, để mà quý vị nghĩ coi, để mình có được cái tứ thiền của tất cả các đề mục ca si na, mình phải rèn luyện trong bao lâu? Và cái khả năng đó có thể có ở trong một cái khóa thiền mà 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày hay không? Thậm chí là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm thì nói thiệt là nó khó như trên trời. Sư nói thế để cho quý vị cẩn trọng những ai mà tổ chức khóa thiền mà tự quảng cáo là có thể giúp cho hành giả đó ngồi thiền mấy ngày là nhớ các kiếp quá khứ, thì phải cẩn trọng điều đó. Tại vì mình phải có kiến thức thì mới có thể đi hành thiền được. Hồi xưa đó là chúng ta đi học thiền để chúng ta có kiến thức. Còn ngày nay là nên có kiến thức rồi hẳn đi hành thiền. Chứ nếu không thì nó rất là nguy hại. Và sau đó sư không biết cái kiểu mà ngồi tưởng tượng như vậy đó, hít thở hồi cái nhớ một hai kiếp mà cái ngồi tưởng tượng như vậy, thì nó sẽ dẫn dắt quý vị đi đến đâu. Thành ra hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn cái phương pháp thực hành thiền.